Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng quý chị và quý hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chuẩn bị báo giá chi tiết ngày hôm nay. Và mới nhất ngày hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Hyundai Getz có năm sản xuất là 2008. Phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.1, đi cực kỳ lành xe và tiết kiệm nguyên liệu anh chị nhá. Em mang trên mình sơn xi màu đỏ và em mang biển số xe là 98A22692. Với cái mẫu xe này, anh chị làm một quan tâm, yêu thích cái mẫu xe này thì nhanh ra alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922, hoặc anh chị đến ngay siêu thị ô tô Vũ Nhiên, địa chỉ em có tại ngã tư phố Lối B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Lâm Cũ hướng Lội Xuôi về Hải Phòng đấy ạ. Nhà em là cửa hàng em nằm ngay trên mặt đường 5 luôn chị nhá, đường 5 cũ luôn. Đó, anh chị là quan tâm thiện chí mẫu xe này thì nhanh ra alo trực tiếp đi em ạ. Và anh chị là mới xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin được đăng ký kênh, like kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên ạ. Sơn xi của em là màu đỏ, rất là đẹp luôn, rất là tươi mới chị nhá. Lốp Z còn rất là dày, la răng thì sáng choang luôn. Hai cụm đèn hậu đằng sau cũng rất là sáng bóng đều nhau. Mặc dù trải qua thời gian sử dụng còn khá là dài rồi. Đó, một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2009. Đó, xe rất là đẹp chị nhá. Anh chị là một quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo. Sơn xi thì rất là sáng bóng đều nhau luôn. Nội thất thì rất là tươi. Đây ạ, sơn xi có một chút là xước sát hay bong chóc gì anh chị nhá. Gầm bệ cua lốp thì không mục mọt luôn. Đây ạ, gầm bệ cua lốp rất là đẹp luôn đấy chị nhá. Đó, gầm bệ cua lốp này. Đây là toàn bộ phần gầm bệ này. Đó, rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với Thảo nhá. Bây giờ hãy cùng em tiến vào phần nội thất của chiếc xe này. Đây toàn bộ phần nội thất của chiếc xe, được bọc ghế da viền đỏ và màu đen, rất là sạch sẽ anh chị nhá. Đây ạ, chân lý nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu siêu chắc chắn này, màn hình Android rồi, cam lùi cam hành trình đầy đủ, nói chung là một mẫu xe siêu đẹp luôn. Đến phần tabni của cánh cửa còn rất là mới và đẹp này. Đó, rất là mới và đẹp anh chị nhá. Keo chỉ. Với mức giá mà bên em Thảo đang chào bán chiếc xe này chỉ có 168 triệu đồng gì nhá. 168 triệu đồng cho một mẫu xe siêu đẹp này. Form dáng rất nhỏ gọn mà xinh luôn. Nó rộng hơn dòng Morning vì nó dài hơn. Đó, 168 triệu đồng quý vị nhá. Cốp đây ạ, cốp rất nhỏ gọn luôn. Nốt sơ cua đây. Rồi phần đinh bấm máng nước bên lái chị nhá. Đó, 168 triệu đồng này cho một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy xăng. Đó, rất là tươi mới luôn. Anh chị nào yêu thích cái dòng này thì nhanh tay alo trực tiếp cho Thảo nhá. Anh chị đi tập lái, đi xe mưa, xe nắng rất là ok, chỉ có nhô hơn 100 triệu đồng thôi. 168 triệu đồng. Giá xe em bao giúp được sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc luôn. Đó, thì anh chị nào quan tâm yêu thích dòng này thì nhanh tay alo trực tiếp cho Thảo nhá. Bây giờ hãy cùng em tiến vào trong, em sẽ lổ máy lên và thử mọi chức năng của chiếc xe này cho anh chị và các bạn tham khảo ạ. Vâng, em đang ngồi bên trong của chiếc xe Hyundai Getz đây. Bây giờ em sẽ lổ máy lên cho chị xem nhé. Đó, em đã lổ máy rồi. Màn hình này. Android cỡ lớn luôn chị nhá. Rồi là cam hành trình đấy ạ. Đó, cam hành trình rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm yêu thích thì liên hệ trực tiếp em Thảo ạ. Đó, các dòng nhạc luôn.
nhô 100 triệu một chút thôi. Mà một chiếc xe phải nói là cực kỳ là đẹp này, điều hòa thì auto nhá, điều hòa cực kỳ là mát này. Màn hình Android cỡ lớn luôn. Đó, anh chị nào mà đi gia đình hoặc xe mưa xe nắng quá là hợp lý nhá. Còi đấy ạ. Xi nhan này. Cần gạt mưa đấy. Rồi các nút kính chỉnh điện nha chị nhá. Mọi chức năng hoạt động của xe hoạt động rất là ok. Đó. Không có một điểm nào để chê nha chị nhá. Không một điểm nào chê của chiếc xe này luôn. Phải nói là một mẫu xe rất là ok. Đi quá là tiết kiệm nguyên liệu luôn rồi ạ. Anh chỉ mua xe về chỉ sẵn sử dụng thôi. Bây giờ hãy cùng em tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này quý vị nhé. Dạ vâng, đây là toàn bộ phần khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Getz sản xuất 2009 này. Máy số đây, chỉ xem các con ốc của chân máy này, còn rất là đẹp luôn. Không có một dấu hiệu gì của cà lê mỏ lết động chạm vào nha chị nhé. Đó, máy lổ thì rất là đẹp. Dầu không có một chút gì gọi là loang dầu gì dầu nhá. Máy rất là khô ráo luôn. Cam kết cho chị tuyệt đối là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Đó. Và với mức giá chỉ có 168 triệu đồng thôi chị nhá. 168 triệu đồng. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị và các bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy xăng mang khối động cơ là 1.1. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh ta alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Hoặc anh chị đến ngay siêu thị ô tô Cũng Nhiên, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Lâm Cũ hướng Lội Xuôi về Hải Phòng ạ. Và anh chị là mới xem video clip của Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin đăng ký kênh, like kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà ngày em Thảo đưa lên. Dạ vâng, sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị chỉ video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.